Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 221 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, Kỷ Linh và Kiều Trần bước vào một trong ba con đường bên trong Xích Ba Điện. Khi nhìn thấy hành lang không gian, bọn họ hết sức nghi hoặc và kinh ngạc. Kỷ Linh và Kiều Trần khi trước ở trong Đông Kỳ Vực cũng bởi vì hành lang không gian cho nên mới bị trần tống đến bên trong tòa động quật ở Ngô Tinh Hải. Không nghĩ tới lúc vào bên trong Xích Ba Điện này lại lần nữa gặp được hành lang không gian. Vẫn còn có chút khác biệt với trước đó. Kiều Trần nhìn về phía xa xa nói: ở trong Đông Kỳ Phái, tất cả không gian chung quanh hành lang không gian kia đều là hư vô cả. Thế nhưng ở trước mắt, thế giới khổng lồ này rất là chân thật, khí tức to lớn hơn. Ở chung quanh hành lang không gian lại là một mảnh đất đai màu đen rộng lớn. Bên trên đất đai màu đen có gieo trồng từng gốc cây kỳ dị. Những cây to này đều rất là thấp bé, nhánh cây giống như cầu long vậy. Mỗi phạm vi trăm vạn dặm cũng chỉ có một cây đại thụ. Trên mỗi một gốc đại thụ chỉ có một quả trái cây màu xanh đậm. Trái cây tản ra mùi thơm mê người, lan tràn ra bên ngoài. Thế giới khổng lồ này tổng cộng có 108.000 gốc thần thụ. Kiều Trần nói, đồng thời đưa tay phải ra. Xẹt xẹt. Tay phải kéo ra trăm vạn dặm, vươn tới một gốc thần thụ gần nhất, muốn ngắt trái cây trên thần thụ. Bỗng nhiên, cấm chế giống như mặt trời đột nhiên phát sáng lên. Tay phải của Kiều Trần đụng vào bên trên màn cấm chế, căn bản không xung chuyển được một tia nào cả. Trước đó, giới linh Bồ La cũng đã sớm nói qua rồi. Muốn ngắt trái cây so với đạt được động minh ngọc phù cũng không dễ dàng hơn chút nào đâu. Kỷ Linh ở một bên nói: cấm chế này quá mạnh, không ngờ một chảo của ta cũng không thể làm gì cho nó chấn động được. Kiều Trần lắc đầu nói: xẹt xẹt. Quang mang hội tụ ở bên cạnh, xuất hiện một nam tử mặc áo bào trắng, chính là giới linh Bồ La. Giới linh Bồ La mỉm cười nói: hai người các ngươi là người thứ nhất tới tầng thế giới này. Giới linh Kỷ Linh, Kiều Trần cũng nhìn về phía hắn. Các ngươi nhìn về phía bên kia đi. Giới linh Bồ La chỉ về một phương hướng bên trái, sau đó hắn vung tay lên, sương mù ở phía bên trái lập tức tiêu tán. Chỗ xa xa bên trái lại xuất hiện một cái hành lang không gian. Bên trên hành lang không gian này cũng có vô số giáp sĩ, đồng thời tiểu thánh cũng đang đứng ở đằng kia. Bên cạnh hắn cũng có một gã giới linh Bồ La. Tiểu thánh sao? Kỷ Linh, Kiều Trần đều giật mình. Lại nhìn bên kia xem. Giới linh Bồ La chỉ về phía bên phải. Bên phải thế giới này, sương mù ở phía tận cùng cũng tiêu tán, cũng xuất hiện một hành lang không gian. Bên trên hành lang không gian kia cũng có vô số giáp sĩ cùng với Lê Tinh Cung Chủ đang đứng ở đó. Sao? Là Lê Tinh Cung Chủ ư? Kỷ Linh, Kiều Trần đã có chút hiểu ra. Hai người các ngươi còn có Lê Tinh, Tiểu Thánh hiện tại đều đang ở trong ba khu vực lớn của tầng thứ nhất thế giới này. Giới linh Bồ La nói: các khu vực khác nhau trong một tầng thế giới tương đương với nhau, cho nên hai người các ngươi phải mau chóng đạt được động minh ngọc phù. Nếu như tốc độ chậm, nói không chừng sẽ bị bọn hắn cướp đoạt mất đấy. Sao? Động minh ngọc phù ở đâu vậy? Kỷ Linh truy vấn. Các ngươi nhìn vương tọa kia mà xem. Giới linh Bồ La chỉ về phía vương tọa màu đen ở cuối hành lang không gian nói: lúc các ngươi xông qua vô số giáp sĩ đi đến cái vương tọa kia thì cũng sẽ bị chuyển tống đến tầng thứ hai của thế giới, mà động minh ngọc phù ở ngay tại tầng thứ hai của thế giới này. Ta đã hiểu rồi. Hai mắt Kỷ Linh và Kiều Trần sáng rực lên. Như vậy trái cây trong Xích Ba Điện? Kỷ Linh lại hỏi lại một câu. Muốn ngắt trái cây của Xích Ba Điện, như vậy nhất định phải đạt được lệnh phù. Giới linh Bồ La nói. Mà lệnh phù thì lại ở trong tầng thứ ba của thế giới này. Kỷ Linh, Kiều Trần nhìn nhau. Động minh ngọc phù ở tầng thứ hai của thế giới ư? Muốn hái trái cây thì cần phải có lệnh phù. Thế nhưng nó lại ở tầng thứ ba của thế giới này sao? Xem chừng muốn ngắt trái cây này so với động minh ngọc phù còn khó hơn rất nhiều. Đi. Mặc kệ tất cả, tranh thủ thời gian vượt qua, thực lực của đám người tiểu thánh so với hai người bọn hắn đều mạnh mẽ hơn. Chỉ sợ tốc độ cũng sẽ không kém gì bọn hắn. Cho nên sau khi tiểu thánh đạt được một quả động minh ngọc phù, rất có thể sẽ lại chạy tới tranh đoạt với bọn hắn. Ông
Quả cầu màu vàng ở bên trên không trung bắn quang mang xuống, bao phủ sáu gã giáp sĩ đứng ở hàng thứ nhất kia. Hai mắt của sáu giáp sĩ đều nổi lên kim quang, đều cầm binh khí trong tay vọt về phía hai người Kỳ Linh. Kỳ Linh thi triển ra bắt đầu sáu tay, cầm trong tay sáu thanh Bắc Cổng kiếm, mà Kiều Trần giáo chủ thì cầm trong tay trường côn, cũng lập tức xông về phía trước. Phanh phanh phanh. Vừa mới chiến thì hai người Kỳ Linh đã lập tức cảm nhận được áp lực. Mỗi một tên giáp sĩ đều có thể so sánh với đạo quân đẳng cấp thứ hai rồi. Kỳ Linh lập tức đưa ra phán đoán, sáu tên giáp sĩ vây công đủ để khiến cho đạo quân đỉnh phong có chút nhức đầu. Hình chiếu thế giới chính đại bí thuật. Kỳ Linh không chút do dự mà thi triển ra tâm chi hình chiếu thế giới khổng lồ hàng lâm, chấn áp xuống bên dưới, mà chín đại bí thuật thì dùng trung cực kiếm đạo chi âm dương để điên cuồng chế buộc những giáp sĩ này. Sau khi cả đám bị quấn quanh chế buộc lại, những giáp sĩ này hầu như không thể động đậy được nữa. Thế nhưng lúc này quả cầu màu vàng trên bầu trời lại tản ra quang mang màu vàng, kim quang bao phủ toàn bộ hành lang không gian lại. Chín đại bí thuật hình chiếu thế giới của Kỳ Linh lập tức bị kim quang mịt mờ quấn quanh gây trở ngại, không còn có bất luận một chút uy lực gì nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Không ngờ hình chiếu thế giới của ta và chín đại bí thuật lại đều bị chặn lại ư? Kỳ Linh ngẩng đầu, liếc mắt nhìn lên trên quả cầu màu vàng trên không trung. Giết, giết! Sáu gã giáp sĩ đều giống giận, tràn ngập sát cơ, không chút lưu tình công kích về phía hai người Kỳ Linh và Kiều Trần. Kỳ Linh, Kiều Trần nhìn nhau. Tới tận cùng, hành lang giáp sĩ đã yếu nhược hơn một chút, mặc dù giáp sĩ cuối cùng có thể miễn cưỡng so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ hai. Hơn nữa cũng không có cách nào chống cự lại chín đại bí thuật. Giáp sĩ ở nơi này vừa mới bắt đầu đã có thể so sánh được với đạo quân đẳng cấp thứ hai rồi. Kỳ Linh truyền âm nói. Hơn nữa số lượng rõ ràng cũng nhiều hơn rất nhiều. Mỗi một người đều tràn ngập sát cơ, muốn dồn chúng ta vào chỗ chết đây mà. Thậm chí ngay cả hình chiếu thế giới của ta và chín đại bí thuật cũng không có tác dụng gì cả. Khó trách giới linh Bồ La lại nói rằng nhất định phải là đạo quân đỉnh phong tiến vào thì mới có hy vọng còn sống mà đi ra ngoài được. Bởi vì muốn thông qua tầng thứ nhất này cũng rất là khó khăn. Kỳ Linh Cửu Trần lập tức nghiền ép sáu gã giáp sĩ kia. Thế nhưng thân thể của sáu gã giáp sĩ kia lại có thể so sánh được với pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Cho dù lần lượt bị đánh bay thì bọn chúng lại một lần nữa giết qua. Những giáp sĩ này chúng ta công kích như thế nào đây? Kiều Trần truyền âm nói. Rõ ràng đã bị chúng ta nghiền ép mà, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục vây công được ư? Kỳ Linh cũng nhíu mày nói. Đi, chúng ta tiếp tục đi tới, không cần quan tâm tới bọn chúng đâu. Được. Thực lực của Kỳ Linh và Kiều Trần chiếm cứ thượng phong, cho nên lại có thể nghiền ép tiếp tục tiến lên. Quả cầu màu vàng trên bầu trời đã bắn xuống sáu đạo kim quang. Trong mắt sáu gã giáp sĩ lập tức lại có kim quang sáng lên, đồng thời vọt tới chỗ hai người Kỳ Linh. Mà sáu gã giáp sĩ kia lại không có buông tha, vẫn tiếp tục đuổi giết hai người bọn hắn. Trong lúc nhất thời, 12 tên giáp sĩ vây không hai người Kỳ Linh. Không tốt rồi. Sắc mặt Kỳ Linh, Kiều Trần lập tức liền thay đổi. Rõ ràng thực lực của chúng ta đã chiếm ưu thế, thế nhưng cuối cùng bọn chúng cũng không phải là sinh mệnh, thân thể căn bản không có cách nào hư hao được, cho nên có thể một mực dây dưa được với chúng ta. Nếu như chúng ta lại tiếp tục, chỉ sợ sẽ là 18 tên, sau đó là 24 tên. Dần dần càng ngày sẽ có càng nhiều giáp sĩ tới đây vây công. Kiều Trần giáo chủ có chút nóng nảy nói. Hai chúng ta liên thủ, nếu như trên trăm tên giáp sĩ vây công, chúng ta cũng không gánh được. Đúng vậy. Kỳ Linh cũng đang phiền não vì vấn đề này. Phanh. Thân thể của Kỳ Linh giống như ma quỷ, bắt đầu sáu tay hiện lên, trong đó có một thanh Bắc Cổng kiếm bổ vào trên người một gã giáp sĩ. Tên giáp sĩ kia không kìm lòng được mà bay ngược về phía sau, bay tới biên giới của hành lang không gian. Lập tức kim quang trong hai mắt của nó lập tức ảm đạm lại, trực tiếp bị khống chế trong vô hình, lại bay tới đám giáp sĩ đang giằng co trong hành lang không gian. Ồ, sắc mặt của Kỳ Linh có chút vui mừng. Đánh bọn chúng bay ra hành lang không gian, chỉ cần đánh ra bên ngoài là được rồi. Hóa ra là như vậy. Kiều Trần cũng đại hỉ không thôi. Oanh oanh oanh. Rõ ràng thực lực của hai người bọn họ đã chiếm cứ ưu thế, dưới tình huống dùng toàn lực lập tức đánh bay từng đám giáp sĩ bay ra khỏi hành lang không gian. Trong nháy mắt khi bay ra ngoài, kim quang trong mắt bọn chúng trở nên ảm đạm, sau đó lại bay trở về đám giáp sĩ, cũng không nhúc nhích gì nữa. Đám người Kỳ Linh lại tiếp tục đi tới, mỗi một lần đều có sáu gã giáp sĩ vây công, có tên am hiểu kiếm pháp, có tên am hiểu trường tiên,
có tên am hiểu côn pháp, cũng có rất nhiều người am hiểu cự phủ, lại có người am hiểu thao túng pháp bảo. Hai người kỳ linh lọt vào bên trong đủ loại công kích. Đám người kỳ linh cứ như vậy giết chóc vượt qua 3 ngày. Rốt cuộc, mỗi lần một lần bắt đầu đều có 7 tên giáp sĩ đến vây công. 7 tên giáp sĩ, 8, rồi 9, dần dần số lượng không ngừng được tăng lên. Mỗi một tên gã giáp sĩ đều duy trì cấp độ thực lực đạo quân đẳng cấp thứ 2. Thế nhưng số lượng của bọn chúng càng ngày lại càng nhiều, phối hợp cũng càng thêm tinh diệu, khiến cho muốn đánh chúng tới biên giới hành lang không gian quá mức khó khăn. Dù sao, phạm vi của hành lang không gian rất lớn, chỉ tính riêng độ rộng cũng đã đạt tới 100 vạn dặm. Mà mỗi lần chiến đấu, hai người kỳ linh đều phải toàn lực mà ứng phó. 9 tháng sau, 26 tên giáp sĩ đang vây công hai người kỳ linh. Bọn hắn phối hợp hoàn mỹ, mỗi một người đao thương bất nhập, không cần phòng thủ, chỉ chú trọng tới công kích mà thôi. Hai người kỳ linh phối hợp rất là khó khăn, đánh cho một đám giáp sĩ bắn tới biên giới của hành lang không gian, trọn vẹn ác chiến thêm 1-2 canh giờ, rốt cuộc mới đánh bay được toàn bộ ra bên ngoài. Đánh cho bọn chúng bất động quả thực là việc quá mệt mỏi, quá mệt mỏi mà. Kiều Trần đặt mông ngồi xuống đất nói: ta phải nghỉ một lát đã, không gánh được nữa rồi, thực sự là không gánh được nữa rồi. Kỳ Linh cũng ngồi dưới đất, hai mắt nhìn về phía trước. Hiện tại bọn hắn mới chỉ được đi đại khái một nửa khoảng cách của hành lang không gian này mà thôi, mà hành lang này càng về sau lại càng khó đi. Đây quả thực là tra tấn mà. Kiều Trần lắc đầu nói: 9 tháng này chúng ta một mực chiến đấu không ngừng, ta luôn dùng hỗn độn tinh thạch để bổ sung tiêu hao. Tuy rằng hỗn độn tinh thạch ta còn nhiều, thế nhưng toàn lực ứng phó lâu như vậy, tâm thần tiêu hao rất lớn, thật sự là rất mệt mỏi. Cả đời này của ta còn chưa từng mệt mỏi qua như vậy. Bác Minh, còn ngươi thì sao? Ta cũng có chút mệt mỏi rồi, Kỳ Linh nói. Kỳ thực Kỳ Linh khá tốt, hắn là tâm lực tu hành giả, mà cận chiến hắn lại lợi hại hơn Kiều Trần, cho nên còn không có mệt mỏi như Kiều Trần. Bất quá Kỳ Linh cũng đã có chuẩn bị nghỉ ngơi một chút với Kiều Trần, bởi vì hiệu suất hai người liên thủ sẽ cao hơn. Nếu không, để cho một mình hắn xông pha, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, từ phía xa xa, trong cả vùng đất màu đen truyền đến một tiếng cười hùng hồn. Kỳ Linh và Kiều Trần đang ngồi trên hành lang không gian đều cả kinh, hai mắt nhìn về mặt đất màu đen ở phía xa. Trên mặt đất màu đen bỗng nhiên bắt đầu có một lượng lớn mặt đất trồi lên, dần dần bay lên, rất nhanh đã ngưng tụ thành một sinh vật bùn đất hình người. Sinh vật bùn đất hình người màu đen này có hình thể nguy nga, giống như là một tòa núi cao. Hắn nhếch miệng cười nói: hai người tiểu gia hỏa các ngươi nhanh như vậy đã mệt mỏi rồi hay sao? Kỳ thật các ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Chỉ vẹn vẹn có hai người mà đã dám xông về phía trước. Nếu như 3-5 người liên thủ, như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn hay sao? Vị tiền bối này, ngươi là... Kiều Trần cao giọng nói: Ta được Tây Tư tộc luyện chế ra, vẫn luôn ở trong nơi này chiếu cố những thần thụ này. Thứ này được Tây Tư tộc chúng ta gọi là thần thục sứ. Sinh vật bùn đất hình người màu đen cười ha hả nói: Bất quá bây giờ Tây Tư độc đã sớm xong đời rồi, chủ nhân của ta bây giờ là Dịch Ba Đế Quân, đương nhiên ta vẫn phải chiếu cố tốt những thần thụ này. Trong 9 khu vực lớn của Xích Ba Điện cũng có 9 vị thần thục sứ, mà ta là một trong số đó. Kỳ Linh và Kiều Trần đều khẽ gật đầu: Bái kiến tiền bối. Kỳ Linh lập tức nói: Tây Tư tộc là tộc quần gì vậy? Nghe qua dường như rất là lợi hại. Sao, lợi hại ư? Đương nhiên là lợi hại rồi. Lúc trước trận chiến tranh kia đã quét sạch vô số nơi, không biết tu hành giả các ngươi đã chết mất bao nhiêu người. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói: Đương nhiên, cuối cùng Tây Tư tộc chiến bại, bọn hắn đã xong đời, mà Xích Ba Điện này trải qua không ít trắc trở, cuối cùng mới rơi xuống trong tay Dịch Ba Đế Quân. Kỳ Linh, Kiều Trần như có điều suy nghĩ. Ngô Tinh Hải là chiến trường thượng cổ, như vậy một phía khác của chiến trường thượng cổ chính là Tây Tư tộc hay sao? Tây Tư tộc hao phí vô số đại giới luyện chế ra Xích Ba Điện này. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói: Xích Ba Điện này thần kỳ vô cùng, có thể gieo trồng ra rất nhiều thần thục. 9 đại khu vực theo thứ tự là 9 loại thần thụ, mỗi một loại đều có công dụng rất lớn. Lúc trước Tây Tư tộc hoàn toàn chiến bại, chiến lực đỉnh phong nhất cũng bị các tu hành giả giết chết tất cả rồi.
rất nhiều bảo vật đều bị cướp đoạt đi, mà Xích Ba Điện này cũng là một trong số đó. Sao, tất cả chiến lực đỉnh phong nhất đều bị diệt sát hay sao? Kỳ Linh Cửu Trần đều âm thầm thổn thức, thế lực mạnh mẽ hung hãn là như thế, thậm chí còn có thể luyện chế ra được khán thủ giả có thể so sánh được với chú tể. Có thể luyện chế ra Xích Ba Điện, một thế lực như vậy ngay cả chiến lực đỉnh phong cũng đã bị giết chết, có thể nói vĩnh viễn không có năng lực xoay sở. Dù sao bất kỳ một tộc quần nào, chiến lực đỉnh phong nhất mới vĩnh viễn là thứ quan trọng. Hành lang không gian này là Dịch Ba Đế Quân để lại hay là do Tây Tư tộc để lại vậy? Kiều Linh truy vấn. Đương nhiên là của Tây Tư tộc rồi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Dịch Ba Đế Quân cũng không có được loại thủ đoạn này. Hành lang không gian này là do Tây Tư tộc chuyên môn dùng để ma luyện các đạo quân. Các đạo quân trong Tây Tư tộc sẽ dùng những thứ này để tôi luyện. Dù sao trên hành lang không gian có đủ loại giáp sĩ, đây là một nơi ma luyện chỉ khó có được thôi. Kỳ Linh Kiều Trần khẽ giật mình. Đúng vậy, nơi đây đối với thực lực của bản thân quả thực có trợ giúp rất lớn. Kỳ Linh mới trở thành Tam Bộ Đạo Quân không được bao lâu, có thể kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Thế nhưng theo giao thủ với vô số giáp sĩ, kinh nghiệm của Kỳ Linh không ngừng được tích lũy, cũng đã phát hiện ra chỗ thiếu hụt trong kiếm thuật của bản thân. Sau khi phát hiện ra chỗ thiếu hụt là có thể tìm được phương hướng, phương pháp xử lý và tăng lên, như vậy mới có thể nhanh chóng đặt tới tứ bộ đạo quân hơn. Về phần như đám người Kiều Trần bọn hắn thì có thể ngộ ra tuyệt chiêu lợi hại hơn nữa. Như đám người Tư Gia Đạo Quân, Quang Minh Vương, cảnh giới đạo đơn thuần của bọn họ là tương đương nhau, thế nhưng vì sao thực lực lại chênh lệch nhiều như vậy? Chuyện này có quan hệ tới tuyệt chiêu. Thứ Kỳ Linh ngộ ra chính là tận cùng, đại biểu cho cực hạn, cho nên chiêu số của hắn nếu muốn tăng lên nhất định sẽ phải bước vào tầng thứ cao hơn nữa. Trong Tây Tư tộc, những nơi để bồi dưỡng đạo quân cùng loại cũng có rất nhiều. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói tiếp. Tây Tư tộc đạo quân rất lợi hại, đạo quân đặt tới cấp độ đỉnh phong có rất nhiều, rất rất nhiều. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ quá điên cuồng, bọn họ muốn nô dịch tất cả tu hành giả, muốn khống chế vận mệnh của tất cả tu hành giả, cho nên cuối cùng chỉ có bị diệt vong mà thôi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ khuyên một câu, nếu chỉ dựa vào hai người các ngươi mà muốn giết đến tầng thứ ba của thế giới này, lại muốn đạt được lệnh phù thu trái cây, hầu như là chuyện không có khả năng. Tốt nhất lên liên thủ với nhiều đạo quân đỉnh phong khác rồi mới tới đây. Được rồi, xin cảm ơn. Kỳ Linh và Kiều Trần đều gật đầu. Thứ hai bọn họ quan tâm nhất chính là động minh ngọc phù, tiếp theo mới là lệnh phù. Chín đại khu vực, thời gian trái cây thành thục dài ngắn không đồng nhất với nhau, ít nhất thì 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được. Dài ư? 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Cho nên mỗi 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên thì Xích Ba Điện mới xuất hiện một lần. Lần này xem như là lần lâu nhất trong các lần, cho nên trái cây trong 9 đại khu vực cũng có thể ngắt được. Các ngươi phải nắm lấy cơ hội. Nếu như bỏ lỡ lần này thì phải đợi 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên nữa thì mới có thể tiến vào một lần, mà đến lúc đó chỉ có thể ngắt từ 2 nơi mà thôi. Ngắn nhất cũng phải 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục ư? Còn dài nhất thì 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới được thành thục sao? Kỳ Linh và Kiều Trần nhìn nhau, trong lòng đã có suy nghĩ giống nhau. Đợi sau khi tranh đoạt được động minh ngọc phủ kết thúc, nhất định phải tranh đoạt những trái cây này. Đặc biệt là Kỳ Linh, đối với người khác mà nói có lẽ động minh ngọc phủ sẽ chân quý, thế nhưng Kỳ Linh lại rất rõ ràng sự trợ giúp của động minh ngọc phù đối với mình có hạn. Trung cực kiếm đạo của hắn muốn hợp đạo độ khó rất cao, ngay cả hắn đối với chuyện hợp đạo cũng không có một tia nắm chắc nào cả, cho nên trái cây trong Xích Ba Điện này cũng làm cho Kỳ Linh cực kỳ chú ý. Đạt được đủ nhiều trái cây trong Xích Ba Điện, từ sự cuồng nhiệt của chú tể đạo minh mà xem ra, có lẽ sẽ có hy vọng phục sinh cho sư tỷ. Về phần hợp đạo ư, hợp đạo thất bại, sống hay là chết Kỳ Linh cũng không quan tâm. Nếu như có thể phục sinh được sư tỷ, có thể cùng với sư tỷ, nữ nhi Minh Nguyệt, một nhà 3 người ở cùng một chỗ, tiêu diêu tự tại, vượt qua 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, như vậy chuyện hợp đạo thất bại, Kỳ Linh cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì đây đã là truy cầu lớn nhất của Kỳ Linh rồi. Cả đời của phàm nhân cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Nếu như có thể ở cùng nhau, ở cùng thân nhân của mình 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên, như vậy có gì không đủ được đây? Ta xin hỏi tiền bối. Kỳ Linh lên tiếng. Lệnh phù có thể ngắt trái cây tổng cộng có bao nhiêu vậy?
tổng cộng có 9 phần, tương ứng với 9 đại khu vực. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói: 9 đại khu vực, mỗi một khu vực đều được gieo trồng một loại thần thuộc khác nhau. Đạt được một phần lệnh phù thì có thể đạt được tất cả trái cây thần thuộc ở bên trong khu vực tương ứng. Sao? Tất cả trái cây trong một khu vực ư? Kỳ Linh và Kiều Trần đều sợ tới mức ngây người. Ví dụ như khu vực thứ 3 của ta này vậy, chỉ cần các ngươi đạt được lệnh phù thứ 3, như vậy tổng cộng 108.000 quả trái cây ở chỗ của ta, ta sẽ tự tay ngắt lấy tặng cho các ngươi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Kỳ Linh lập tức có quyết định, mặc kệ như thế nào nhất định phải liều cố gắng đạt được nhiều lệnh phù hơn nữa một chút, bởi vì mỗi một khối lệnh phù đều đại biểu cho vô số trái cây. Tiền bối, Kiều Trần cũng hỏi, những trái cây này dùng để làm gì vậy? Để luyện đan. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nói. Luyện chế một ít đan dược trong truyền thuyết đủ để khiến cho bất kỳ một vĩnh hằng đế quân nào cũng phải điên cuồng. Kỳ Linh thì lại truy vấn. Tiền bối, 9 đại khu vực, trái cây trong khu vực nào là chân quý nhất vậy? Lệnh phù có 9 phần, đến lúc đó đương nhiên sẽ phải chém giết để tranh đoạt thứ chân quý nhất. Tiểu gia hỏa nhà ngươi rất là thông minh. Sinh vật bùn đất hình người màu đen nở nụ cười nói. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, lệnh phù thứ 9 kia là chân quý nhất. Những trái cây kia 10 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục được. Giá trị của lệnh phù thứ 8, thứ 7, thứ 6 thì tương đương. Trái cây của bọn chúng đều phải có 9 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thành thục. Lệnh phù thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6 là 6 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới thành thục. Trái cây trong lệnh phù thứ nhất và thứ hai thì xếp hạng cuối cùng, 3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới có thể thành thục được. Hai mắt Kỳ Linh sáng lên, lập tức ghi nhớ. Xin tạ ơn tiền bối. Bác Minh, chúng ta lên thủ lại nhất định có thể cướp được mấy khối. Kiều Trần nói. Lần này đạo quân đỉnh phong tới đây cũng không ít đâu. Hai người các ngươi có thể cướp được một khối cũng đã là không tệ rồi. Sinh vật bùn đất hình người màu đen cười ha hả, sau đó thân thể hắn bắt đầu tiêu tán, vô số bùn đất đều sụp xuống bên dưới. Sau khi hàn huyên với thần thục sứ này, tinh thần của ta lập tức đề cao lên gấp trăm lần rồi. Kiều Trần cười hăng hắc. Đi, chúng ta tiếp tục xông lên. Được. Kỳ Linh cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Kỳ Linh và Kiều Trần đều kề vai sắt cánh, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi nói chuyện phiếm với thần thục sứ, trong lòng Kỳ Linh cũng đã càng thêm hiểu rõ, đây là nơi mà Tây Tư tộc kiến tạo ra để chuyên môn ma luyện cho các đạo quân, bồi dưỡng kinh nghiệm chiến đấu, phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân. Đương nhiên, không cho phép sử dụng hình chiếu thế giới. Tất cả bí thuật đều là thủ đoạn phụ trợ. Một khi thi triển ra những thủ đoạn này, căn bản sẽ không có hiệu quả ma luyện nữa. Từ những thủ đoạn này xem ra, thủ đoạn của tất cả giáp sĩ đều là giống nhau, khiến cho Kỳ Linh đối với trung cực kiếm đạo lại có rất nhiều cảm ngộ. Tại chỗ cửa điện của Xích Ma Điện, xoẹt xoẹt xoẹt, có vô số thân ảnh đồng thời vọt tới vào cửa điện Xích Ma Điện. Bọn hắn thậm chí cũng không có tâm tình đi thưởng thức ba chữ Xích Ma Điện ở trên cửa điện. Sao? Cái gì? Bảy đạo thân ảnh này đều khiếp sợ nhìn qua hai cỗ thi thể nguy nga kia, làn da màu đen, bộ lông màu xanh nhạt, gương mặt xấu xí, đôi mắt màu ám vàng, đặc biệt là khí tức khổng lồ mênh mông kia, khiến cho bảy vị đạo quân đỉnh phong này không khỏi khiếp sợ. Là chú tể ư? Bảy người bọn hắn đều có chút kinh hãi. Bên cạnh lại xuất hiện quang mang, quang mang ngưng tụ biến thành nam tử mặc áo bào màu trắng. Hắn mỉm cười nhìn bảy người này giải thích nói. Chớ có giật mình, hai người bọn họ không phải là chúa tể đâu. Đương nhiên bọn hắn cũng có được chiến lực miễn cưỡng so sánh với chúa tể. Bọn họ là khán thủ giá cường đại nhất mà Tây Tư tộc hao phí một cái giá cực lớn để luyện chế ra, chịu trách nhiệm trông coi Xích Ba Điện này. Bất quá hai người bọn hắn bị giết rồi, cuối cùng Xích Ba Điện cũng rơi vào trong tay chủ nhân của ta. Bảy tên đạo quân đỉnh phong này và đám người Kỳ Linh trước đó đều giống nhau, đều bị những tin tức này làm cho kinh hãi. Trong lòng Giới Linh Bồ La lại càng thêm đắc ý, hắn vì chủ nhân nhà mình mà vô cùng kiêu ngạo. Đám người tiểu thánh Bắc Minh đâu rồi? Một trong bảy tên đạo quân đỉnh phong là một đạo thân ảnh được bao phủ trong trường bào màu bạc nói, hắn chính là Hành Vân công chủ. Bọn hắn đã đi tranh đoạt Động Minh Ngọc Phủ rồi. Ba lối đi này tương đương với ba chỗ, mỗi một chỗ đều có một quả Động Minh Ngọc Phủ.
Giới Linh Bồ La chỉ về chỗ sâu trong đại điện, nơi đó có ba thông đạo màu xanh đậm. Bảy tên đạo quân đỉnh phong kia nghe xong cũng có chút nóng nảy. Giới Linh Bồ La tiếp tục nói: mấy người các ngươi cũng đừng nóng vội, động minh ngọc phù không phải dễ dàng có được như vậy đâu. Tuy rằng so với bọn hắn các ngươi chậm hơn gần một năm, thế nhưng vẫn có cơ hội rất lớn có thể thu tới tay. Điều kiện tiên quyết là các ngươi phải liên thủ. Sao? Bọn hắn đi vào thông đạo nào vậy? Hiểu Mộng đạo quân ôm huyết nhận lạnh lùng nói: bọn hắn phân tán ra, phân biệt đi vào trong ba lối đi này. Giới Linh Bồ La nói: kế tiếp đành phải nhìn vận khí của các ngươi rồi. Nói xong, thân ảnh của hắn đã tiêu tán. Trong điện, bảy tên đạo quân đỉnh phong nhìn nhau. Bắc Minh và Tiểu Thánh chết tiệt, hai người bọn họ lần lượt dùng hình chiếu thế giới để làm ảnh hưởng tới chúng ta, làm cho chúng ta là người đi tới cuối cùng. Bằng không mà nói, chúng ta đã sớm đến Xích Ba Điện này rồi. Nói nhảm không cần thiết như vậy để làm cái gì? Ngẫm lại chúng ta làm sao bây giờ? Chư vị quyết định như thế nào đi? Chúng ta vốn đã chậm hơn so với hắn rồi, nếu như một mình hành động, căn bản sẽ không có hy vọng tranh đoạt tới tay đâu. Bảy tên đạo quân đỉnh phong cũng không ngốc, rất nhanh đã đưa ra quyết định chia làm hai đội ngũ. Chi đội ngũ thứ nhất là Trạch Cửu, Hành Vân Công Chủ, Tư Gia Đạo Quân, Tuyết Hoan Đạo Quân. Chi đội ngũ thứ hai là Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hổ Đạo Quân và Thiên Tàn Đạo Quân. Chúng ta chọn thông đạo nào đây? Bọn hắn tách ra mà đi, cũng không biết Tiểu Thánh đi tới thông đạo nào. Cả hai chi đội ngũ đều lo lắng mình gặp phải người nghịch thiên như Tiểu Thánh, Kỳ Linh. Dưới tình huống Tiểu Thánh không sử dụng vũ trụ chi bảo, Kỳ Linh cũng có thể ép chế Tiểu Thánh một đầu. Mà khi Tiểu Thánh sử dụng vũ trụ chi bảo lại có thể hoàn toàn nghiền ép Kỳ Linh. Kỳ Linh chỉ có thể dựa vào vô ảnh độn thuật, dựa vào tốc độ để tránh né mà thôi. Gặp phải Tiểu Thánh như vậy sẽ rất là phiền toái. Cả đám lo lắng. Ta đối với Tiểu Thánh lại hiểu rất rõ. Trên mặt Thiên Tàn Đạo Quân có một đạo vết sẹo xấu xí, thanh âm hắn lạnh như băng nói: tuy rằng hắn nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng kỳ thực trong lòng lại suy ngã độc tôn, tự nhận mình là đệ nhất nhân trong các đạo quân. Hiện tại lại đạt được vũ trụ chi bảo, trong lòng đương nhiên sẽ càng thêm bá đạo, chỉ sợ hắn sẽ lựa chọn một cái thông đạo ở trung tâm. Vậy cứ như thế đi. Mọi người cũng không có những biện pháp nào khác cả. Toàn bộ dịch ba giới áp chế đối với thời không rất lợi hại, áp chế ở bên trong Xích Ba Điện lại càng thêm khoa trương. Muốn thi triển thời gian hồi sốc căn bản là không làm được. Chúng ta đi bên trái, Hành Vân Công Chủ nói. Còn chúng ta đi bên phải, Hiểu Mộng Đạo Quân cũng nói. Tầng thứ nhất thế giới, bên trên hành lang không gian, hai người Kỳ Linh ở trong vô số giáp sĩ không ngừng giết về phía trước. Một đám giáp sĩ trước người ngã xuống, người sau lại tiến lên ngăn cản bọn chúng. Giờ phút này trọn vẹn có 29 tên giáp sĩ đang vây công hai người Kỳ Linh. Xoẹt xoẹt, Kiều Trần giáo chủ biến thành thủy triều mãnh liệt, thủy hành bất tử thân của hắn có thể hóa thành đại dương vô tận. Nếu như toàn lực thi triển mà nói, toàn bộ hải dương bao phủ ước vạn dặm cũng rất là dễ dàng. Thủy triều mãnh liệt vô tận này cũng quét sạch những giáp sĩ kia, ngăn cản các giáp sĩ, khiến cho bọn chúng không có cách nào tạo thành vây công hữu hiệu. Ở phương diện ngăn cản giáp sĩ, thủy hành bất tử thân của Kiều Trần giáo chủ so với Kỳ Linh còn lợi hại hơn rất nhiều. Kỳ Linh lợi hại mấy cũng chỉ ngăn cản được mấy giáp sĩ, mà thủy hành bất tử thân của Kiều Trần giáo chủ lại có thể ảnh hưởng tới tất cả giáp sĩ. Giết, giết. Tây Tư tộc dùng giáp sĩ để ma luyện đạo quân, đương nhiên không có khả năng bị thủy hành bất tử thân phá giải dễ dàng như vậy. Các giáp sĩ dựa sát lẫn nhau, kim quang trong mắt tăng vọt, trên người đều tràn ngập kim quang, tựa như một thể, giảm ảnh hưởng của thủy hành bất tử thân đối với bọn chúng xuống rất thấp. Kỳ Linh là chủ lực chém giết, làm cho bọn hắn khó có thể liên hợp lại được, lại tìm cơ hội đánh một đám giáp sĩ bắn ra ngoài hành lang không gian. Sao? Cái gì? Lúc lại đánh bay một gã giáp sĩ về phía sau, Kỳ Linh Kiều Trần đều lưu ý tới phía sau mình. Chỉ thấy chỗ đầu của hành lang không gian bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh. Thiếu niên mặc áo bào màu hồng ôm huyết nhận, sát khí ngút trời, trước đó rất ít khi xuất hiện, thế nhưng vừa ra tay đã đánh bại Quang Minh Vương Hiểu Mộng Đạo Quân. Nam tử mặc khải sát nặng nề màu xám, hai con ngươi có lục quang, chính là đạo quân cường đại nhất trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc, tên là Duyên Hổ Đạo Quân. Thân thể của hắn rất mạnh, ngay cả Ca Tức Vương cũng không gây thương tổn được cho hắn một chút nào. Ca Tức Vương chết đi, Duyên Hổ Đạo Quân mới là nguyên nhân chính trong chuyện này. Còn có một tên nam tử trên mặt có một vết sẹo âm lãnh, hắn vô cùng thần bí,
Kỳ Linh chỉ biết hắn là đạo quân của Hắc Ám Quốc gia, tên là Thiên Tàn Đạo Quân, thực lực thực sự quá mí mật. Bắc Minh. Ánh mắt của ba người Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hồ Đạo Quân, Thiên Tàn Đạo Quân đều rơi vào trên người Kỳ Linh. Là bọn hắn ư? Sắc mặt Kỳ Linh khẽ biến. Bắc Minh, phiền toái rồi. Tên Hiểu Mộng Đạo Quân kia thực lực thâm bất khả chắc. Duyên Hồ Đạo Quân, nếu chỉ tính phòng ngự đơn thuần thì ta thấy hắn là người mạnh nhất rồi. Về phần Thiên Tàn Đạo Quân, một đạo quân của Hắc Ám Quốc Độ, như hắn lại có thể khiến cho Hiểu Mộng Đạo Quân, Duyên Hồ Đạo Quân nguyện ý cùng hắn hành động như vậy, nhất định cũng có thực lực cực kỳ cao minh. Kiều Trần giáo chủ nhíu mày truyền âm nói: không cần phải quan tâm tới bọn chúng đâu, bọn chúng so với chúng ta chậm hơn gần 1 năm, muốn đuổi kịp chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Kỳ Linh nói: nắm chặt thời gian, mau chóng đánh lui tất cả giáp sĩ để thông qua hành lang không gian này. Được. Kiều Trần gật đầu. Hai người bọn họ không hề để ý tới ba vị đạo quân đằng sau nữa, một lòng cùng chém giết với đám giáp sĩ đang vây công bọn hắn. Động Minh Ngọc Phù đang ở tầng thứ 2 thế giới, Lệnh Phù Ngắt Trái Cây thì ở tầng thứ 3. Giới Linh Bồ La lại lần nữa chỉ dẫn kỹ càng. Những đạo quân đỉnh phong này đều là yêu nghiệt nhất trong Vô Tận Cương Vực, đương nhiên phải chỉ dẫn cho tốt. Chủ nhân Dịch Ba Đế Quân của hắn làm như vậy cũng là vì muốn ma luyện các đạo quân đỉnh phong, muốn ma luyện ra người càng ưu tú. Đương nhiên tất cả những thứ này nói sẽ phải nói cho rõ ràng. Tốt, đi thôi. Duyên Hồ Đạo Quân, Hiểu Mộng Đạo Quân, Thiên Tàn Đạo Quân cũng đã bắt đầu tiến lên, lập tức có giáp sĩ đến vây công. Hai tên ngu xuẩn Bắc Minh và Kiều Trần kia sao lại không thi triển ra hình chiếu thế giới và bí thuật vậy? Chẳng lẽ muốn ma luyện bản thân hay sao? Thiên Tàn Đạo Quân nhíu mày, lập tức có khí lưu ba màu mạnh mẽ hiện ra, bắt đầu vần quanh, bắt đầu quấn quanh trói buộc lấy những giáp sĩ kia. Thế nhưng kim quang mịt mờ bao phủ toàn bộ hành lang không gian rất nhanh đã cuốn tới. Nếu tính nguyên năng của bí thuật đơn thuần, như vậy bí thuật của Thiên Tàn Đạo Quân so với 9 đại bí thuật của Kỳ Linh còn hơi mạnh mẽ hơn một chút. Cái gì? Bí thuật bị triệt tiêu sao? Thiên Tàn Đạo Quân kinh hãi. Còn Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ không quản tới ba tên đằng sau nữa, bọn hắn có đủ kinh nghiệm, phối hợp càng thêm tinh diệu với nhau. Kiều Trần phụ trách dây dưa địch nhân, Kỳ Linh phụ trách đánh ra một kích cuối cùng, mau chóng đánh những giáp sĩ ra ngoài hành lang không gian. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại qua 1 năm, thế nhưng đám người Kỳ Linh vẫn đang chậm rãi tiến lên như trước, bởi vì càng về sau, giáp sĩ vây công bọn hắn lại càng nhiều, muốn đưa bọn chúng đánh ra hành lang không gian, độ khó lại càng lớn. Ví dụ như hiện tại vậy, số lượng giáp sĩ vây công hai người Kỳ Linh đã tăng lên đến trọn vẹn 32 vị. Đây chính là 32 tên đạo quân đẳng cấp thứ 2, linh thủ hoàn mỹ mà thân thể lại không sợ bất cứ thương tổn gì. Đánh lui còn không được, phải đánh bay ra ngoài hành lang không gian là quá khó khăn. Đám người Kỳ Linh cần phải chiến đấu 5-6 ngày thì mới có thể đánh lui một đám. Xoẹt. Kiều Trần hóa thành sóng nước mãnh liệt, bất quá nửa người trên lại hiện ra. Hai tay của hắn nắm lấy trường côn, trường côn như rồng xuyên qua bên trong sóng nước, lần lượt đánh về phía địch nhân, cố gắng tạo ra không gian cho Kỳ Linh xuất thủ. Kỳ Linh thì lại càng thêm hung mãnh, mỗi một kích của 6 thanh Bắc Cổng kiếm đều đánh ra, uy năng làm cho người ta phải sợ hãi. Ha ha, Bắc Minh, những giáp sĩ này càng ngày càng khó dây rồi, thế nhưng đối với côn pháp của ta lại có trợ giúp rất là lớn, ta cũng đã ngộ ra một chiêu tuyệt chiêu. Kiều Trần giáo chủ cười ha ha, trường côn trong tay đánh về phía trước một cái, xoẹt xoẹt. Nước biển chung quanh lập tức tạo thành vòng xoáy quấn quanh trường côn, đầu của trường côn càng xuất hiện một tầng hư ảnh không gian. Ở trong Xích Ba Điện, thời không bị áp chế lợi hại như thế mà cũng có thể hình thành hư ảnh không gian như vậy, nếu như là ở bên ngoài, uy lực kia sẽ không thể tưởng tượng. Phanh! Đầu côn đâm vào trên người một gã giáp sĩ, thân thể của tên giáp sĩ kia hơi cong lại, giống như một con tôm luộc, lập tức bay ngược về phía sau. Sao, đã ngộ ra tuyệt chiêu rồi? Kỳ Linh cũng cười nói. Đến lúc đó để cho các đạo quân khác nhìn một chút đi. Được, để cho bọn hắn nhìn, ta đây cũng không phải là người dễ trêu. Hiện tại Kiều Trần giáo chủ đã chìm mê ở trong loại chiến đấu này, trong chiến đấu phát hiện ra chỗ thiếu hụt của bản thân, lại cố gắng đi hoàn thiện, khi hoàn thiện tới trình độ nhất định, dĩ nhiên sẽ phải ngộ ra tuyệt chiêu. Các đạo quân đỉnh phong khác, bọn hắn có rất nhiều người dùng hai đạo mạnh nhất để dung hợp lại, còn có rất nhiều người được dùng ba đầu đại đạo mạnh nhất để dung hợp. Kỳ Linh nói thầm. Thế nhưng bọn hắn vẫn không có không gian để có thể thăng tiến như trước được, cho nên hấp thu một ít ảo diệu là có thể hình thành tuyệt chiêu. Bất quá ta đã đạt đến trung cực,
trong thời gian ngắn không có thể tiếp tục để thăng được nữa. Được rồi, trước tiên nghiên cứu tâm kiếm thuật vậy. Kỳ Linh phát hiện ra trung cực kiếm đạo của bản thân muốn tăng lên rất khó. Ngũ thức trong trung cực kiếm đạo, bất luận một thức nào cũng không thể đạt tới tầng thứ tư, cho nên hắn lập tức quyết định đi nghiên cứu tâm kiếm thuật trước. Tâm kiếm thuật. Trong đầu Kỳ Linh hiện lên tâm kiếm thuật nguyên vẹn. Thứ này trước đó dị tộc màu vàng hói đầu ở trong Thiên Thương Cung cho pháp thân của Kỳ Linh. Đương nhiên pháp thân của Kỳ Linh rất nhanh đã học được. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật vô cùng thần bí. Tầm quan trọng đơn thuần của nó thậm chí đã vượt qua quyền truyền thừa của các chúa tể. Cho nên tuy rằng chỉ là một môn kiếm thuật, thế nhưng đạo minh cũng tuyệt đối không chuyển ra ngoài bất luận một thế lực nào cả. Như Mang Nhai Quốc trả một cái giá cực lớn cũng chỉ có thể đạt được truyền thụ 10 thức đầu mà thôi. Muốn học được tâm kiếm thuật nguyên vẹn phải là đạo minh, mà lại còn phải trả cái giá cực lớn mới học được. Lần này Kỳ Linh ở trong dịch ba giới quá chói chang, sau khi quật khởi lại chém giết Tuế Mộng giáo chủ, Sử Vương, thực lực gần với tiểu thánh, đương nhiên đạo minh phải tài bồi. Cộng thêm vào đó lại có chuyện cầu Kỳ Linh, cho nên dứt khoát trực tiếp đem tâm kiếm thuật nguyên vẹn đưa cho Kỳ Linh. Đương nhiên Kỳ Linh cũng không được truyền thụ cho những người khác. Thật là thần kỳ. Kỳ Linh hiểu rõ toàn bộ tâm kiếm thuật lại càng thêm rung động. Tâm kiếm thuật là một môn kiếm thuật tuyệt thế, do tâm lực lưu, thần ma luyện thể lưu, luyện khí lưu ba lưu phái này chính thức hoàn mỹ hợp nhất lại rồi thi triển ra. Ví dụ như tâm kiếm đế quân kia, nếu chỉ đơn thuần thuần túy là kiếm thuật huyền diệu, như vậy hắn cũng cùng một cấp bậc với Tuyết Giám đế quân. Thế nhưng bởi vì tam đại lưu phái kết hợp hoàn mỹ, khiến cho kiếm thuật vốn tương đối bình thường uy lực lại đột nhiên bạo tăng. Kiếm thuật cấp bậc Tuyết Giám đế quân uy lực lại bạo tăng, bao trùm trên bát đại thánh thành chi chủ, thậm chí rất gần với ba đại chúa tể, được gọi là đế quân gần với chúa tể nhất. Như vậy sẽ đáng sợ tới bậc nào đây? Kiếm thuật của ta hôm nay cũng đã siêu việt thời gian, siêu việt không gian, có thể so sánh được với Tuyết Giám đế quân rồi. Kỳ Linh thầm nghĩ, nếu như ta học được thức thứ 15 của tâm kiếm thuật, như vậy ta có thể bao trùm lên phía trên bát đại thánh thành chi chủ, cực kỳ gần với chúa tể rồi. Kỳ Linh cũng cười cười, ngẫm lại mà cảm thấy hưng phấn. Tâm kiếm thuật, từ sau tâm kiếm đế quân cho tới bây giờ, còn không có ai có thể học được thức thứ 15, bởi vì môn kiếm thuật này quá mức huyền diệu, rất khó giải thích. Thức thứ nhất tên là tâm kiếm thức, thức thứ hai sát kiếm thức, thức thứ ba la thiên thức, thức thứ tư nhai chi giác, thức thứ năm thế giới rầm, thức thứ sáu linh tê nhất tuyến thiên, thức thứ bảy thiên địa chi tâm. Sáu thức trước coi như có dấu vết mà lần theo, từ thức thứ bảy đã bắt đầu trở nên huyền diệu, rất khó giải thích. Kỳ Linh ở phương diện này cũng coi như là rất có thiên phú, cho nên lúc đầu ở trong kiếm cung của Mang Nhai Quốc đã ngộ ra được thức thứ bảy này, cũng xem như là nhập môn của tâm kiếm thức rồi. Thế nhưng đây mới chỉ là nhập môn mà thôi, bởi vì kiếm thuật đằng sau là càng thêm huyền bí. Thức thứ tám tên là Mạc Danh, thức thứ chín tên là Tâm Túy, thức thứ 10 tên là Sát Tâm, thức thứ 11 tên là Nhất Tích Lệ, thức 12 Kiếm Như Chiều, thức thứ 13 Tuyết Địa Tích Huyết, thức thứ 14 tên là Chí Tử Vô Hối, thức thứ 15 tên là Nhất Kiếm Nhất Thế Giới. Đằng sau quá huyền ảo, có thể phân thành được mấy giai đoạn. Từ thức thứ 8 đến thức thứ 10 là giai đoạn thứ nhất, chỉ cần là người có thiên phú bên trên tâm kiếm thuật, như vậy cho dù có khó học thì cũng sẽ có cơ hội học được rất cao. Thức thứ 11, thức thứ 12 là giai đoạn thứ hai. Nghe nói ở giai đoạn này thực lực của tu hành giả bởi vì tâm kiếm thuật mà tăng vọt. Thế nhưng bất luận một thời đại nào, người có thể học được cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thức thứ 13, thức thứ 14 là giai đoạn thứ ba. Dựa theo ghi chép lại, sau tâm kiếm đế quân cũng có một vị đại năng đã đạt được tới tầng thứ này. Về phần tên gì thì lại là một câu đố. Dựa theo ghi chép lại, người đạt tới tầng này thì thực lực sẽ có thay đổi. Giống như quá độ về chất, tâm kiếm thuật đối với việc gia tăng thực lực so với vũ trụ chi bảo còn kinh người hơn rất nhiều. Thức thứ 15, giai đoạn cuối cùng này cũng chỉ có tâm kiếm đế quân ngộ ra. Một chiêu ở trong trận chiến rõ ràng là kiếm tương đối yếu, thế nhưng lại vô hạn tiếp cận chúa tể. Nếu như ta có thể đạt được tới giai đoạn thứ 3, lúc ta là tứ bộ đạo quân, có lẽ có thể địch nổi chúa tể rồi. Kỳ Linh thầm nói, đây là một môn kiếm thuật nghịch thiên, cũng là một môn kiếm thuật khó tu luyện. Chiêu thức tiếp theo, thứ nó truy cầu chính là tâm. Bắt đầu thôi. Trên đất bằng cao vạn trượng, sáu thanh Bắc Khổng kiếm của Kỳ Linh không ngừng thi triển. Ngẫu nhiên có một kiếm mang theo hàm xúc thú vị của thiên địa chi tâm.
ngẫu nhiên có một kiếm bắt chước thức thứ 8 mạc danh. Thứ tâm kiếm kiếm thuật chú trọng chính là tâm, không phải là kiếm chiêu, cho nên muốn học đặc biệt khó. Kỳ Linh ở trên tâm lực có thiên phú rất cao, hiện nay lại càng là đạo quân đỉnh phong, có tâm trí thế giới lớn nhất. Thế nhưng lúc học vẫn cảm thấy cố hết sức. Thế nhưng hắn vẫn cũng loáng thoáng có thể cảm nhận được một loại hương vị của thức thứ 8 mạc danh. Mạc danh cũng không phải là cố gắng, mà là tất cả đều theo bản tâm, đem tâm hoàn toàn dung nhập vào trong kiếm pháp, tất cả đương nhiên mà thành. Khi cảm thấy như vậy thì một chiêu này cũng đã hoàn thành. Thức thứ 8 này cũng coi như dễ lý giải, càng về sau thì lại càng thêm huyền ảo. Mạc danh. Một kiếm đánh ra, tâm lực vô hình tự nhiên dung nhập vào bên trên, không phải cố gắng làm cho nó dung nhập vào trong. Trên thân kiếm mơ hồ hiện ra một tầng xương, giống như lực lượng vô hình. Lực lượng của kiếm uy năng lập tức tăng lên, ngay cả tốc độ cũng gia tăng lên một chút. Cảm giác thật đặc thù. Sáu thanh Bắc Hồng kiếm của Kỳ Linh gào thét phi hành. Những giáp sĩ kia đều lảo đảo té ngã, hoặc là bay ngược về phía sau, hoặc là lăn lộn bay lên. Đây là lần thứ nhất ta có loại cảm giác này. Thi triển kiếm thuật lại có cảm giác toàn bộ thân thể như biến thành một thanh kiếm vậy. Đây quả thực là một loại hưởng thụ mà. Ta có cảm giác uy lực kiếm thuật của ta đã tăng lên đặc đại khái hai thành rồi. Thức thứ 7 thiên địa chi tâm chỉ là nhập môn, cho nên có thể xem nhẹ tác dụng tăng phúc của nó. Thức thứ 8 mạc danh đối với uy lực của kiếm thuật lại tăng lên hai thành. Cần phải biết rằng người có trung cực kiếm đạo như Kỳ Linh muốn tăng lên là chuyện rất khó khăn. Bác Minh, uy lực kiếm thuật của ngươi lại tăng lên rồi sao? Kiều Trần đang liên thủ với Kỳ Linh lập tức cảm thấy được Kỳ Linh có chút biến hóa. À, ngươi một mực tăng lên, ta không thể tăng lên được hay sao? Tâm tình của Kỳ Linh rất tốt. Sau khi nghiên cứu tâm kiếm thuật được hơn 5 tháng, thức thứ 8 đã được luyện thành, so với dự đoán của Kỳ Linh còn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì dựa theo rất nhiều ghi chép, muốn tu luyện tâm kiếm thuật rất khó. Thế nhưng Kỳ Linh lại quên, luận kiếm thuật hắn là tầng thứ 3 trung cực kiếm đạo, luận tâm lực lại là tâm lực tu hành giả mạnh nhất hiện nay trong cương vực vô tận. Ta tiến vào Xích Ba Điện cũng đã ngộ ra được hai đại tuyệt chiêu. Kiều Trần đắc ý nói, thực lực tăng lên so với ngươi còn nhiều hơn nhiều. Được, cứ để cho ngươi đắc ý trong chốc lát đi. Kỳ Linh lại bắt đầu tìm hiểu thức thứ 9 tâm túy. Loại cảm giác này thực sự là vô cùng tuyệt diệu mà. Kỳ Linh thi triển kiếm thuật, thậm chí lại còn nhắm mắt lại. Bất quá, hắn đối với xung quanh vẫn có thể hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay. Ta hiểu rồi, thi triển tâm kiếm thuật quả thực sẽ khiến cho người ta trầm mê hưởng thụ. Cực hạn của trầm mê chính là tâm túy. Theo loại cảm giác này, vẹn vẹn lại qua đi 6 tháng. Tâm túy. Kiếm quang của Kỳ Linh lại một lần nữa thay đổi. Vốn mỗi một kiếm đều mang theo sương mù, mà bây giờ mỗi một kiếm rõ ràng đều mang theo sương mù vô hình nồng đậm hơn rất nhiều. Một kiếm xẹt qua lập tức giống như một đạo sương mù dày đặc thổi qua vậy. Xẹt xẹt. Trung quanh Kỳ Linh đã không nhìn thấy được kiếm ảnh, mà thứ thấy chính là từng đạo sương mù dày đặc. Phanh phanh phanh. Thực lực của Kỳ Linh tăng vọt, lập tức dễ dàng nghiền ép những sắp sĩ kia. Đám sắp sĩ người trước ngã xuống, người sau lập tức tiến lên điên cuồng kiên trì. Bác Minh, ngươi lại tăng lên rồi sao? Kiều Trần kinh ngạc. Kỳ Linh cười to. À, ta đã nói rồi, ta để cho ngươi đắc ý một chút. Hiện tại ngươi đã biết rõ sự lợi hại của ta chưa? Thức thứ 9 tâm túy đã được luyện thành, biên độ tăng trưởng uy lực với kiếm thuật sợ rằng đã đạt tới 5 thành rồi. Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Không có khả năng, tốc độ tiến lên của bọn chúng sao lại nhanh như vậy? Ở đằng sau hành lang không gian, đám người Duyên Hổ đạo quân, Hiểu Mộng đạo quân, Thiên Tàn đạo quân đang không ngừng ác chiến với đám sắp sĩ đều sợ ngây người. Ba người bọn hắn liên thủ ứng phó với sắp sĩ, cho nên so với hai người Kỳ Linh, Cửu Trần còn có ưu thế hơn rất nhiều. Trước bọn họ, khoảng cách giữa bọn hắn và Kỳ Linh, Cửu Trần đang không ngừng thu nhỏ lại. Dựa theo tính toán của bọn họ, có lẽ qua 5-6 năm có thể đuổi theo kịp bước chân của hai người trước. Kỳ Linh luyện thành mạc danh, ảnh hưởng chưa đủ lớn. Hôm nay luyện thành thức thứ 9 tâm túy, ảnh hưởng cũng rất rõ ràng. Thực lực của Bắc Minh đạo quân đã rất mạnh rồi, sao lại tăng lên nữa vậy? Thiên Tàn đạo quân nhíu mày nói. Bắc Minh đạo quân này tu hành còn chưa đủ một hỗn độn kỷ nguyên, không ngờ đã tới được cấp độ đạo quân đỉnh phong rồi. Hiểu Mộng đạo quân dùng thanh âm lạnh như băng nói. Đương nhiên, hắn còn có khoảng trống để tiến bộ rất lớn, có lẽ đã ngộ ra thêm tuyệt chiêu nào đó rồi. Đám người Quang Minh Vương, Lôi Tinh Công Chủ,
sau khi trở thành tứ bộ đạo quân mới dần dần tìm tòi ra được tuyệt chiêu phù hợp với chính mình. Kiều Trần cũng bắt đầu lục lọi tuyệt chiêu của chính mình. Ở trong mắt đám người Hiểu Mộng mà nói, có lẽ Kiều Linh cũng đã lục lọi ra tuyệt chiêu thuộc về mình. Bắc Minh đạo quân này thực sự là khó chơi mà. Duyên Hồ đạo quân gầm nhẹ nói. Như vậy, nếu muốn đánh bại hai người bọn họ để đoạt Động Minh Ngọc Phù, chỉ sợ cũng không dễ dàng gì. Bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta lại có ba. Hiểu Mộng đạo quân lạnh lùng nói. Chúng ta cũng không phải là hai tên ngu xuẩn, Sửu Vương và Tuế Mộng kia. Đúng vậy, ba người chúng ta lên thổ, ngay cả Tiểu Thánh đối với chúng ta cũng không có uy hiếp được. Thiên Tàn đạo quân cũng tự tin nói. Duyên Hổ ở trong đám đạo quân nghịch thiên, hắn tự tin lực phòng ngự của mình là đứng đầu. Hiểu Mộng thì tự tin công kích của mình là đứng thứ nhất, bởi vì hắn chính diện đánh bại Quang Minh Vương. Thiên Tàn đạo quân thực lực tương đương với bọn họ. Như Tuế Mộng, Sử Vương đã chết đi, luận cận chiến đều là xếp hạng sau 10 người. Thủ đoạn tâm lực của Tuế Mộng đối với Kỳ Linh không có hiệu quả, mà ba người Duyên Hổ, Hiểu Mộng, Thiên Tàn đạo quân liên thủ lại thì lại khác. Bọn hắn chẳng qua chỉ lo lắng tới Tiểu Thánh mà thôi, còn những đạo quân khác bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Tiểu Thánh có vũ trụ chi báo, thế nhưng Bắc Minh này mới thật là kinh tài tuyệt diễm. Hiểu Mộng đạo quân lạnh lùng nói. Chúng ta nhất định phải toàn lực mà ứng phó, nếu không chỉ sợ sẽ phải thua ở trong tay của hai người Bắc Minh này. Đúng vậy. Duyên Hổ, Thiên Tàn đều gật đầu tán đồng. Nhìn tốc độ hai người Kỳ Linh xông qua hành lang không gian, đám người Hiểu Mộng cũng không dám coi thường một chút nào cả. Thời gian không ngừng trôi qua. Tại hành lang không gian tầng thứ nhất thế giới, hai người Kỳ Linh đã gặp một đám giáp sĩ cuối cùng. Trọn vẹn có 39 tên giáp sĩ vây công, 39 tên đạo quân đẳng cấp thứ hai vây công. Nếu như chỉ có một mình Kỳ Linh, nhất định đã sớm thất bại. Oanh! Kiều Trần hóa thành thủy triều mãnh liệt, quét sạch 39 tên giáp sĩ này. Nửa người trên của hắn hiện ra, cầm trường côn ở trong tay, điên cuồng công kích tới những giáp sĩ kia. Các giáp sĩ hình thành chiến trận, ngang nhiên vọt về phía trước. Phá! Kỳ Linh và đám giáp sĩ chính diện va chạm với nhau, từng đạo sương mù dày đặc bay qua. Từng tên giáp sĩ một vừa mới gặp phải đã bị đánh bay. Thế nhưng cuối cùng bọn hắn là 39 tên giáp sĩ, mặc dù đại bộ phận đã bị đánh bay, thế nhưng một bộ phận khác cũng vẫn dũng mãnh xông lên. Dù có bị đánh tan, vẫn lập tức tập hợp rồi lại giết lên, tìm cơ hội để tạo ra sơ hở. Kỳ Linh và Kiều Trần liều mạng ác chiến hơn một tháng, rốt cục cũng đem 39 tên giáp sĩ này đánh ra biên giới hành lang không gian. À! Kiều Trần nhìn vương tọa màu đen kia, ngửa đầu gào xuống. Rốt cuộc đã đánh tan toàn bộ rồi. Xoẹt! Kỳ Linh cũng tươi cười, chỉ là trong lòng lại có chút tiếc nuối. Bọn họ ở trong tầng thứ nhất thế giới ác chiến trong thời gian gần 10 năm, chỉ là thức thứ 10 sát tâm trong tâm kiếm thuật hắn cũng không có học được. Ba người các ngươi chậm rãi ở phía sau chơi đùa đi. Kiều Trần quay đầu nhìn về phía đằng sau. Ở phía sau cách đó không xa, đám người Thiên Tàn đạo quân, Hiểu Mộng đạo quân, Duyên Hổ đạo quân đang tại bị 36 tên giáp sĩ vây công. Đáng chết mà, bọn hắn sẽ đi tới tầng thứ hai thế giới kia. Những giáp sĩ này quá là khó nhằn, dùng lực lượng đạo phù không ngờ lại cũng bị phá giải. Ba người Thiên Tàn đạo quân đều có chút lo lắng. Bọn hắn cũng đã thử dùng đạo phù, thế nhưng quả cầu màu vàng trên bầu trời lại phóng ra kim quang mịt mờ, sẽ nhanh chóng nghiền ép mai một uy năng của đạo phù. Nơi này là thứ Tây Tư tộc dùng để ma luyện đạo quân, không cho phép có bất cứ một chút mưu lợi nào. Kỳ Linh thì nhìn thật sâu về phía ba người đằng sau. Nếu như không phải hắn học được thức thứ 9 tâm túy, như vậy nếu muốn thông qua hành lang không gian này cũng phải tốn mất 10 năm. Khi đó chỉ sợ đã bị ba người đằng sau đuổi theo. Ba người bọn hắn không thể xem nhẹ được đâu. Kỳ Linh thầm nói. Đi thôi Bắc Minh. Kiều Trần nói. Kỳ Linh gật đầu. Kỳ Linh và Kiều Trần đều trực tiếp đi tới chỗ vương tọa màu đen. Lập tức quả cầu màu vàng ở trên bầu trời bắn xuống kim quang nồng đậm. Kim quang bao phủ toàn bộ khu vực 10 trượng xung quanh vương tọa màu đen. Oanh! Thiếu niên mặc áo trắng, lưng đeo thần kiếm màu vàng và nam tử mặc áo bào màu bạc cầm trường côn trong tay đồng thời biến mất không còn tung tích. Mau, mau lên, liều, liều, mau chóng đến tầng thứ hai thế giới thôi. Ba người Thiên Tàn đạo quân cũng triệt để trở nên điên cuồng. Ở bên trong không gian đang biến ảo, tình cảnh ở chung quanh Kỳ Linh và Kiều Trần dần dần trở nên ngưng thực. Sao? Kỳ Linh nhìn về phía trước, trước mặt là một đại sảnh cực lớn của cung điện. Đại sảnh trong cung điện có từng cây cột cây màu đen. Trên cây cột có một lượng lớn điêu khắc, các loại đồ án
có đồ án kiếm pháp, có đồ án đao pháp, có đồ án hỏa diễm, đồ án sóng nước cuồn cuộn, còn có kim quang thần linh đồ, có đồ án hỏa diễm chiến xa, đồ án dị thú. Các loại đồ án tất cả đều đại biểu cho ý cảnh huyền diệu. Ở phía trước có 6 gã kim sắc thần tướng đang đứng ở đó. Ở phía xa còn có 3 gã thần tướng mặc khải giáp màu đỏ thẫm đang kề vai sắt cánh đứng đó. Còn ở bên trên vương tọa chỗ xa nhất thì lại có một thần tướng mặc khải giáp màu đen đang ngồi. Thần tướng mặc khải giáp màu đen kia còn đang vút ve một khối ngọc thạch lớn cỡ bàn tay. Động Minh Ngọc Phù. Kỳ Linh, Kiều Trần lập tức nhìn chằm chằm vào xa xa chỗ ngọc thạch lớn bằng cỡ bàn tay trong thần tướng mặc khải giáp màu đen đang ở trên vương tọa. Hai người bọn họ đều từng được nhìn thấy Độc Minh Ngọc Phù, cho nên liếc mắt một cái đã nhận ra được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 221 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.